Bài tập hôm nay tôi muốn trao đổi với các bạn đó là làm sao để phân biệt được cái lực của cây kiếm nó ra là đầu ngọn hay là toàn thân lưỡi kiếm. Khi ta chém rút kiếm ra, bạn nghe đây, cái âm thanh này, khi bạn nghe một cái người huấn luyện viên hay là một người kendo mà anh ta chém ở dạng như vậy, bạn nghe cái tiếng gió bạn nghe tiếng gió như vậy là bạn biết ngay, bạn hãy nhớ kỹ tiếng gió mà nghe, tức là cái lực nó chạy đều vào cái thanh kiếm, bạn hãy nhớ kỹ. Tức là lực nó không có ra cái đầu mũi Kisaki. Đây là phương pháp. Hôm nay tôi chỉ các bạn phương pháp nhận biết cái lực của mình khi chém cái kiếm nó ra ở đầu ngọn hay là ra đều cái thanh kiếm. Kiếm Nhật muốn đánh cho đúng, phát lực cho đúng thì cái lực nó ra phải là đầu ngọn, và khi mình chém cái lực nó xuống thì mình sẽ nghe cái tiếng nó kêu là đây, bạn nghe kỹ đó mới là tiếng ra đầu ngọn. Còn mình nghe như vậy, là cái lực nó chạy đều cái kiếm, đó là sai. Lực cứ ra phải là vậy là sai, sai đó. Thật ra không dùng sức mình lại kêu, đây là phương pháp để nhận biết khi mình đi đến một cái võ đường, bất cứ võ đường kendo nào của Việt Nam mà cái ông mà huấn luyện viên đứng trình diễn, khi ổng bỏ kiếm vô bao cái người ổng nghiêng 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 à, thì tôi bye bye ổng đi, rút kiếm Nhật ra phải có phong thái, không có cái màn gương rút ra người nghiêng nghiêng gì không có đủ. Thành ra hôm nay tôi chỉ cho các bạn cái phương pháp nhận biết làm thế nào nhận biết được cái lực của mình đánh ra nó kêu là tức là lực của mình nó ra đầu ngọn. Còn nếu mà cái lực nó không ra đầu ngọn thì nó sẽ kêu gì? Bạn nghe không? Còn nếu bạn đánh đúng thì khi bạn rút kiếm ra nó kêu cái bút, cái này là sai nè, nó nghe đó. Lực
Phải ra như vậy mới đúng. Là mình dùng sức ly tâm bắn ra đồng họng. Hít một hơi vô, rút kiếm ra. Đó. Mỗi ngày mình tập như vậy rất là mệt. Không đơn giản như mình tưởng đâu. Một cái ông thầy dạy cho các bạn rút kiếm ra mà anh làm này giống như múa cái gậy thì dẹp đi, đừng có học. Học cái đó là bà xạo, là tầm phàm. Mỗi lần rút kiếm ra thế thủ dài thẳng, hơi thở, chú ý hơi thở ổng. Ổng ta vậy là thua rồi. Không phải lúc nào cũng phải ra dẹp. Cái đó là sai. Nó có một giai đoạn nào trầm xuống, điềm tĩnh, rút kiếm ra, nghe hút 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 thì mới là đúng. Mỗi ngày chúng ta tập như vậy sai rồi nha. Cái này mới đúng này. Sai rồi. Nghe chút mới đúng. Bạn hãy nhớ kỹ, càng dùng sức bao nhiêu thì cái lực ra nó càng lại làm cho mình mệt bấy nhiêu. Thành ra khi tập chém rất là nhẹ nhàng, dùng sức thì không ai kêu, thấy chưa? Dùng sức không kêu, lỏng là buông lỏng ra, thả cái đầu ngọn, nó nghe vút, không kêu, nghe kêu. Đây là bài học để cho các bạn ước lượng mỗi ngày. Đầu tiên, khi rút kiếm ra khỏi bao, chém xuống. Đưa về bao lên. Khi đưa chân về thì rút chân lại chậm chậm thôi. Không có giật lại như vậy. Ông thầy nào đánh vậy là dở ẹt á. Những động tác mà rút kiếm ra mà dùng cái tay vậy là nguy, là muốn đâm về sao là phải đâm thẳng cái mũi kisaki này của mình nè. Đây là đâm vô bụng người ta nè, chứ không có đâu chỉ dưới chân. Người nào chỉ dưới chân là sai bét rồi. Thành ra khi mình đang đứng ở dạng này, địch thủ phía sau lưng muốn trở về đâm thăm về, còn đâm ngang là đâm về ha. Bạn lo như vậy đưa về sau, ngã ra
Nhớ kỹ, đâm ngược vì sao? Tôi làm lặng tắt chậm lại cho các bạn coi nè. Chém ra. Khi bạn muốn đâm ngược thì sao? Lùi cái ta. Phong thái phải lấy. Đâm, hai tay khi đâm vậy mà muốn trở ngược về sau đâm người ta phải có thế. Hôm nay mỗi ngày khi rảnh tôi sẽ lên và chỉ cho các bạn vài nét về cách học kiếm để các bạn không bị lầm lẫn ở một số cái chi nhánh võ đường tại Việt Nam dạy kendo cho các bạn. Có một số ông thầy trình độ kỹ thuật không có mà cố gắng dạy các bạn, nếu bạn đi theo thì bạn sẽ mắc phải nhiều cái sai lầm khó sửa. Do đó hôm nay cái đầu tiên tôi dạy cho các bạn là làm sao phân tích được cái lực của mình khi rút kiếm ra. Cái âm thanh mà mình nghe được là quất quất, chứ không phải là những cái âm thanh mà mình nghe bạn nghe gì chưa là không đúng. Lực nó chạy đều cái kiếm, tức là không đúng. Mà khi mà bạn đưa xuống như vậy là cái âm thanh nó nghe phẹt phẹt là sai, nó không ra đầu ngọn, là không ra đầu ngọn. Đó là bạn dùng sức, mà không dùng sức thì bạn sẽ kêu khác, nó kêu như vậy đó. Thật ra khi bạn múa đôi lúc bạn dùng sức quá nó sẽ kêu như vậy, nhẹ nhàng mà kêu rất là đều, tức là bạn thả lỏng cái cơ tay nè và dùng cái lực của nó này hất cái ra đầu mũi, nó sẽ kêu nghe cái quất. Bởi vậy trong kendo người ta nói sao, chỉ có người trong nghề khi anh múa kiếm nghe tiếng gió của anh là mới biết trình độ múa kiếm anh thế nào. Anh rút cây kiếm ra nhưng cái lực anh xuống không có kêu, hoặc là kêu nghe phẹt phẹt là không có được, mà kêu em đánh kêu nghe cái đó mới là chính thức. Còn khi mà mình đã vũ đây rồi thì cái mũi kisaki này là phải nó ở dưới cái đầu gối của mình 45 độ. Khi bạn đâm về phía sau cũng vậy, đâm ở đây
cái mũi Kawasaki phải song song với cái người của bạn, lại phải đâm vô bụng chứ đâu phải đâm dưới chân. Ông thầy nào mà múa mà đâm xuống giày là tiêu rồi. Ông không có đánh, đứa không biết đánh. Và những cái động tác mình dùng bằng cái tay ém như vậy rất lợi hại. Bạn dùng ở đây, kèm ở đây. Những động tác này rất là lợi hại. Khi bạn đưa này ra, bạn phang kiếm ra, tư thế bạn cũng phải thẳng, nó ra là ngọn, còn bạn đưa về đó, mỗi ngày tôi sẽ giúp các bạn luyện tập kendo cùng với tôi ở dạng từng phần để các bạn hiểu rõ và tập dễ dàng hơn. Hôm nay clip này tôi chỉ trình bày cho các bạn biết làm sao phân biệt được cái lực chảy ra đầu ngón và lực chảy đều cái kiếm như thế nào. Bởi vì từ phần này một gang tay, và đặc biệt nhất là cái phần Kawasaki là cái mũi kiếm của bạn là sử dụng nhiều nhất chứ không phải cái thân. Cái thân này phần dưới đây là chỉ là để đỡ, để ém. Đâm là phải coi chừng, đâm không có đâm cái mũi xuống mà đâm nó ngang. Đâm là đâm ngang cái hông, chứ không ai mà đâm dưới chân dù liền. Tôi có một số gọi là sư, tự xưng là kiếm đa, võ sư kiếm đạo, nhưng mà thật sự ra anh múa, anh giống như là anh mượn cái gậy vô đó, bài vô của cái gậy á, anh múa cái kiếm thôi, chứ không phải là thật là kiếm nhật. Kiếm nhật mỗi lần rút kiếm ra, tôi đã nói với bạn rồi, một phải lấy thế, đâm là phải đâm cho thẳng, đâm ra đầu ngọn, rút về cũng vậy. Đưa qua dạng này gạt xuống, chém lên, phải có nét thủ. Các bạn hãy luyện mỗi ngày. Phương pháp luyện rất là đơn giản, chỉ cần rút kiếm ra, tạo những âm thanh là đúng. Không cần dùng sức nhiều, nếu dùng sức nhiều nó sẽ chạy ra đầu ngọn. Không chạy ra đầu ngọn mà nó chạy toàn thân. Ok.